Xin chào bạn, trong video này mình sẽ trả lời thắc mắc của một bạn này Này là trong email á Bạn này gửi cho email của mình Chào chị, em xem rất nhiều video của chị trên Youtube Để tìm hiểu về Age Care Qua đó em cũng có một số thắc mắc Mong chị giải đáp giúp em Em có tìm hiểu qua một agency um, Tư vấn du học Úc nghề Age Care lấy bằng diploma sau đó chuyển từ visa 500 du học sang visa 485 để ở lại làm thêm 2 năm thì sẽ được định cư. Thì không biết có đúng như vậy không chị? Quá trình xin định cư có khó không? Em có tìm hiểu vài college đào tạo age care trong chương trình đào tạo thường có quy định mình phải đi thực tập đủ bao nhiêu giờ theo quy định. Vậy số giờ thực tập đó có mình có được nhận lương không? À, nếu có thì số giờ thực tập có tính vô giờ làm của du học sinh là 42, 48 tiếng cho hai tuần không? em có hai thắc mắc trên mong chị có à, nếu có thông tin thì chị sẽ giúp em. Yeah, cảm ơn chị nhiều. ok trước tiên là mình sẽ trả lời cho bạn ha. cái visa 485 năm để mình chỉ cho bạn nha. trước tiên bạn vào google.com, yeah google.com xong bạn bấm cái này immigration uh, home home affair yeah home affair australia bạn vô đây bạn tìm ok thì bạn sẽ vô cái trang web nào mà nó có để mình phóng to cho bạn coi đây ha bạn làm sao bạn vô cái trang web này nè ok immigration nè uh, imi home affairs .gov.au Bạn vô đây bạn tìm hiểu thông tin Nếu mà bạn không chắc chắn Nếu mà bạn không biết là người ta nói đúng nó sai Vô đây tìm là biết hết Ok mình vô đây mình tìm nhé Đây um, Mình vô đây mình coi Bây giờ mình bấm cái dấu này nè Bấm cái dấu này ha cho Mình tìm là visa 485 Đó là những cái thông tin trên đây là những thông tin chân thật nhất, à, mình không có bị uh, uh, lạc đâu hết đó. Đây là temporary graduate visa, graduate có nghĩa là tốt nghiệp các bạn. thì những người tốt nghiệp mới được xin cái visa bốn tám năm này. Ok, còn nếu mà bạn học diploma không là tốt nghiệp, diploma không tốt nghiệp, diploma không phải là tốt nghiệp, mà bachelor mới là tốt nghiệp. thì visa bốn tám năm này phải giữ student visa trong vòng 6 tháng, um, phải có cái qualification, uh, có nghĩa là có bằng đó bạn, có bằng tốt nghiệp um, và cái này là phải apply cái skill assessment, phải được um, người ta coi coi cả cái trình độ đi làm của mình là như thế nào, người ta phải xét cái trình độ của mình nữa và bạn phải có bảo hiểm, uh, có police check giống như là coi nhân thân của mình và phải có tiếng Anh yeah. Đó thì đây là visa cho những người đã tốt nghiệp Còn những người Diploma thì không có được Ok Thì nếu mà uh, Agent nào mà nói bạn vậy thì đưa cái website này cho người ta coi. coi Coi người ta giải thích như thế nào Nhiều lúc người ta có cái visa nào khác <laughs> uh, Tiếp theo quy trình xin định cư có khó không định cư không có dễ đâu bạn không có dễ đâu yeah. chỉ dễ khi mà nói miệng thôi còn mà mà, mà vô cái giấy tờ khó khăn lắm rắc rối lắm nhưng mà nếu bạn muốn thì sẽ được thôi muốn sẽ được muốn muốn ở lại bằng mọi cách nữa ở lại thì muốn là sẽ được thôi yeah, mình cố gắng sẽ được tiếp theo là em có tìm hiểu um, college đào tạo age care. trong trường trong chương trình đào tạo thường có quy trình phải đi thực tập ok mình nói cái vụ này ha. mình đã nói trong những cái video khác rồi nhưng mà bây giờ mình lại lặp lại học age care. certificate uh, 3 của age care, nếu ra có bằng đi làm đó, là 6 tháng 6 tháng 5 tháng là học lý thuyết một tháng là đi thực hành một tháng đó thực hành trong vòng 150 giờ 150 giờ thực hành Có nghĩa là bạn cứ đi cứ đi làm sao mà một tuần đi 5 ngày yeah. à, Từ thứ hai tới thứ sáu à, Từ à, 7 giờ à, Từ 7 giờ nói 7 giờ chứ thường là 6 giờ rưỡi mình có mặt ở đó là 6 giờ 45 có mặt ở đó từ 7 giờ tới 3 giờ thì cứ vậy đó, ngày nào cũng đi vậy làm sao đủ 150 tiếng thôi và uh, khi mà chọn trường á thì bạn nên chọn cái trường nào mà nó có sẵn cái chỗ placement mình cho mình luôn cái chỗ thực tập cho mình luôn chứ đừng chứ đừng có chọn cái trường mà uh, không có cái gì cho mình hết á thì cái đó không có hay nhà người ta mất công mình phải đi tìm nữa và chân ướt chân ráo mới qua biết đâu tìm tìm uh, đó là, là, là cái phần age care ha còn bạn hỏi là ờ, du học sinh du học sinh căn bản chỉ làm được có 40 tiếng cho hai tuần thôi nhưng mà tại sao là được 48 tiếng là tại vì vừa rồi á cái đại dịch vừa rồi á là nó uh, nó uh, thiếu công nhân nhiều quá bây giờ nó phải lấy cái nguồn à, lao động là của du học sinh thôi nên đó là lý do mà nó cho 48 giờ trên hai tuần hồi trước nó cho bảy mấy giờ bạn nó cho làm làm đã đời luôn á nhưng mà bây giờ là nó cho bớt lại mà sắp tới nếu mà nó đủ người là sẽ nó sẽ cắt giờ nó sẽ cắt cái 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 giờ 48 thành 40 thì cái giờ thực tập á, cái giờ thực tập mà bạn đi làm á là không có tiền á không có tiền á bạn đi vô phải xin tiền bạn làm và không có tiền à, nên cái thời gian mà bạn đi học là bạn phải chuẩn bị tiền trong một tháng nó một tháng đó, nếu mà chị bạn có đi làm thì bạn chỉ làm được buổi tối nhưng mà mình nghĩ đi làm về ASK về mệt lắm rồi không á đi học đi thực tập về cũng mệt mỏi lắm rồi là không nổi đâu. Nếu mà bạn làm nổi là, là quá hay luôn á. Còn á à, không thôi thì làm thứ bảy chủ nhật, để làm thêm thứ bảy nhật. Thì cái tiền, cái thời gian mà làm thứ 7 nhật á là được tính vô cái tiền, cái cái thời gian mà à, của di chú nó cho mình, nhá. Cái thời gian mà đi thực tập là riêng. Đi thực tập nó bao gồm vô khóa học của mình, nó không có tính vô cái À, cái chuyện mà đi à, đi đi làm. Giống như những người ở đây á, người ta những người mà có cái à, visa tị nạn đó, visa à, 866 đó thì có vài người người ta không có à, cái trong cái điều kiện visa đó, nó không có được đi học, nó không được đi học á. Nếu mà cái visa không được đi học và cái visa mà à, được đi làm nhưng mà không được đi học thì khi mà mình người ta đi làm đúng không người ta um, được đi đào tạo nhiều ngành đó, giống như học một thời gian khoảng sáu tháng một năm nó cho mình đi học đi học để bổ sung kiến thức và để chỉnh chu kiến thức của mình để mà đi làm cho nó thì nó sẽ cho mình đi học thì cái thời gian đi học của đi làm nó không có được tính vô cái um, Vô cái 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 chủ đi chủ đi học nên không có sao hết còn nếu mà bạn là visa uh, đi đi học phải không thì cái khóa học đó nó nằm ở chọn ở trong cái gói cái khóa cái giờ đi làm nó nằm chọn trong gói khóa học luôn nên nó không tính bằng giờ đi làm đó là cái thời gian mình đi học vẫn tính là thời gian đi học nó không phải là thời gian đi làm và cái thời gian đi làm á thì uh, bạn nếu mà làm hai, hai ngày trong một tuần thì uh, thời gian đi làm hai chục tiếng một tuần là chắc cũng ok nha yeah. uh, nên không nên bạn phải chuẩn bị cái uh, tài chính mình cho rất kỹ rồi xong là mình đi thực tập tại thực tập không có tiền bây giờ thì mình kết thúc video tại đây uh, cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại chúc bạn may mắn